quý vị đến với bản tin truyền động công thương của Báo Công Thương. Bản tin số 12 năm 2023 có những nội dung chính sau đây. Nâng dần kiềm ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Uzbekistan. Bộ Công Thương tập trung hai giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường châu Á, châu Phi. Đưa công nghệ sinh học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến thế giới. Hóa đơn tiền điện có tăng theo không giá bán lẻ điện bình quân. Doanh nghiệp dồn dập xuất hàng khi Trung Quốc mở cửa lại Tại buổi làm việc mới đây tại trụ sở Bộ Công thương, giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Đầu tư Công nghiệp và Thương mại Cộng hòa Uzbekistan là Kurato, hai bộ trưởng đã thống nhất việc đẩy nhanh kim ngạch thương mại song phương hiện còn ở mức rất khiêm tốn. Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Uzbekistan đạt gần 80 triệu đô la Mỹ. Đây là con số rất nhỏ bé so với con số trên 732 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong khi dư địa hợp tác của hai nước còn rất lớn. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề xuất hai bên cần sớm thống nhất thời gian khóa họp lần thứ 8 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Uzbekistan trong năm 2023. Nghiên cứu thành lập tổ công tác do Thứ trưởng hai bộ làm tổ trưởng để cùng thống nhất các phương hướng hợp tác trong thời gian tới, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tham gia vào các hội trợ. Triển lãm chuyên ngành được tổ chức tại Việt Nam và Uzbekistan, tăng cường thực hiện công tác truyền thông để quảng bá thông tin, cơ hội thị trường, tiềm năng, lợi thế của hai bên tới cộng đồng doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Cộng hòa Uzbekistan Lazit Kudratov trong buổi làm việc đã bày tỏ nhất trí với các đề xuất của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, đồng thời đề nghị hai nước sớm thành lập liên doanh để sản xuất các sản phẩm thế mạnh của hai bên, xem xét ký hiệp định về hỗ trợ hải quan nhằm tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa, nghiên cứu tận dụng triệt để hành lang đường sắt liên vận quốc tế để mở rộng thêm phương án vận chuyển hàng hóa giữa hai nước. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Cộng hòa Uzbekistan đã mời Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên sớm sang thăm và làm việc tại Uzbekistan. Được biết, Cục Xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Công thương Việt Nam sẽ thành lập đoàn xúc tiến thương mại sang thị trường Uzbekistan để khảo sát thị trường, kết nối giao thương trong một số lĩnh vực như dệt may, da dày, bông sợi, nông sản. Năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và khu vực châu Á, châu Phi đạt kết quả đáng khích lệ ở mức 500 tỷ USD, chiếm gần 68% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với thế giới, đóng góp quan trọng vào thành tích xuất nhập khẩu của cả nước. Theo ghi nhận của doanh nghiệp xuất khẩu, trong tháng 1 năm 2023, sức bật của các nhóm hàng nông sản đã đóng góp tích cực cho thành tích chung của hoạt động xuất nhập khẩu. Đáng chú ý, ngay trong những ngày đầu năm mới, Việc Trung Quốc mở cửa biên giới đã tạo cơ hội cho hàng hóa xuất khẩu gia tăng sang thị trường này, đặc biệt là các mặt hàng tươi sống có giá trị cao như tôm hùm, tôm sú và tôm thẻ, để thúc đẩy xuất khẩu sang khu vực thị trường châu Á, châu Phi năm 2023, Bộ Công thương đã tập trung vào hai giải pháp chính. Thứ nhất, đảm bảo yêu cầu chất lượng của hàng hóa xuất khẩu, đảm bảo xuất khẩu xanh, xuất khẩu theo nhu cầu thị trường, không phải chỉ xuất khẩu những gì mình có. Đảm bảo hàng hóa xuất khẩu được thông suốt, thủ tục xuất khẩu thông thoáng, thuận lợi về logistics nắm vững, cập nhật chính sách nhập khẩu của nước sở tại. Muốn giữ vững xuất khẩu như hiện có là phải đảm bảo đầu vào cho xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc đối với nguyên liệu dệt may, nguyên liệu cho ngành chế biến thủy sản từ Nam Á, Đông Nam Á, nguyên liệu khoáng sản từ một số nước châu Đại Dương và châu Phi. Nguyên liệu đầu vào cho sản xuất cần đa dạng các thị trường, tránh phụ thuộc vào một hay một số thị trường nhất định. Bộ Công Thương đang tập trung nghiên cứu đối thủ cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam để ứng phó với chính sách áp thuế carbon đối với hàng nhập khẩu vào EU CBAM áp dụng từ tháng 10 năm 2023 nhằm hỗ trợ xuất khẩu bên cạnh việc doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với các quy định mới. Thứ hai là đẩy mạnh xuất khẩu sang một số thị trường như Trung Quốc, Nam Á, Châu Phi, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường đã ký FTA. Dự kiến khi FTA với Israel được ký kết trong năm nay, Bộ Công Thương sẽ có kế hoạch thực thi hiệu quả và phối hợp với các đơn vị Cơ quan khởi động đàm phán FTA với UAE để mở ra cơ hội hợp tác cho khu vực Trung Đông. Đây là mục tiêu được xác định tại nghị quyết số 36 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Nghị quyết số 36NQTV kép xác định quan điểm phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, là giải pháp ưu tiên trong phát triển kinh tế xã hội lấy doanh nghiệp là chủ thể, có cơ chế, chính sách vượt trội tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp sinh học. Mục tiêu đến năm 2030 nền công nghệ sinh học nước ta đạt trình độ tiên tiến thế giới trên một số lĩnh vực quan trọng, là một trong 10 quốc gia hàng đầu châu Á về sản xuất và dịch vụ thông minh công nghệ sinh học, được ứng dụng rộng rãi trong các ngành, lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Công nghiệp sinh học trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, doanh nghiệp công nghiệp sinh học tăng 50% về quy mô đầu tư và quy mô tăng trưởng, thay thế ít nhất 50% sản phẩm công nghệ sinh học nhập khẩu, đóng góp 7% vào GDP, bảo đảm nhu cầu thiết yếu của xã hội. Để đạt các mục tiêu trên, nghị quyết số 36 xác định thống nhất nhận thức về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới. Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học là một nội dung, nhiệm vụ được xác định trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương, ngành, lĩnh vực. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Có chính sách vượt trội, phù hợp để phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học có giá trị cao trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y dược, quốc phòng, an ninh. Tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống, phát triển, ứng dụng, hiện đại hóa công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến các sản phẩm an toàn, hiệu quả, có giá trị cao từ nguồn nguyên liệu trong nước. Sau khi có khung giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương sẽ đưa ra phương án giá bán lẻ điện bình quân. Từ đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam mới có cơ sở để tính toán giá bán lẻ điện. Chính phủ vừa ban hành khung giá bán lẻ điện bình quân mới với mức tối thiểu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là 1.826,22 đồng trên kWh, tối đa là 2.444,09 đồng trên kWh. So với khung cũ, giá tối thiểu tăng 220,03 đồng trên kWh tương đương tăng 13,7%. Giá tối đa tăng 537,67 đồng trên kWh, tương đương tăng 28,2%. Câu hỏi được nhiều người đặt ra lúc này là khung giá bán lẻ điện bình quân tăng. Liệu hóa đơn tiền điện tháng này có tăng? Theo ông Trần Việt Hoa Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương, thực tế, việc tăng khung giá bán lẻ điện bình quân chưa làm thay đổi ngay giá điện bán lẻ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Bởi lẽ, khung giá bán lẻ điện bình quân là mức sàn và trần để chính phủ quy định cứng giá bán lẻ điện bình quân. Khung giá bán lẻ điện bình quân, cùng với kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022 sẽ là căn cứ để Bộ Công Thương tính toán phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 và báo cáo các cấp có thẩm quyền. Còn hiện tại, giá bán lẻ điện bình quân vẫn là 1.864,44 đồng trên kWh, được áp dụng từ năm 2019 đến nay. Tại Việt Nam, Nhà nước sẽ quy định khung giá bán lẻ điện bình quân và cơ chế điều chỉnh giá. Trong khi đó, giá bán lẻ điện sẽ do đơn vị điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quyết định trên cơ sở khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mà nhà nước quy định. Liên quan đến việc xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023, Bộ Công Thương mới đây có văn bản gửi EVN yêu cầu tập trung nguồn lực, hoàn thành quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022 Báo cáo tài chính của công ty mẹ tập đoàn và các đơn vị thành viên. EVN cũng cần làm việc với các đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín kiểm toán báo cáo theo đúng quy định. Trên cơ sở quyết toán các chi phí trên, Bộ Công Thương sẽ công bố công khai kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022. Được biết, EVN cũng được giao xây dựng lộ trình, mức độ điều chỉnh phù hợp trong trường hợp cần điều chỉnh tăng giá điện. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính của nông sản Việt, như năm 2022, dù trong điều kiện siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang Trung Quốc vẫn đạt khoảng 10 tỷ USD. Chính vì vậy, kể từ ngày 8 tháng 1 vừa qua, khi đất nước tỷ dân mở cửa biên giới trở lại, việc xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp Việt đã nhộn nhịp hẳn lên. Mỗi năm Trung Quốc nhập khẩu gần 10 tỷ đô la Mỹ nông sản từ Việt Nam riêng rau quả vào Trung Quốc luôn chiếm trên 50% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Ngay sau khi thị trường này mở cửa, hàng loạt nông sản thế mạnh được doanh nghiệp tập trung thu mua để xuất khẩu. Sản lượng của công ty đang dần ngày càng ổn định hơn so với cái thời gian lúc trước. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi đang thu mua trong khoảng từ 1.500 đến 2.500 trên một tháng. trước khi mà ngay cái thời kỳ có Covid á, thì công ty vẫn xuất được nhưng số lượng rất hạn chế. Ví dụ một ngày thì một chúng ta xuất từ, từ khoảng chừng độ một công container vụ hàng mít hoặc là sầu riêng hoặc là đó ban ngày mới được công sầu riêng nhưng mà sức đừng thiếu ngạch. còn hiện bây giờ thì chúng tôi đã mở rộng được cái thị trường Trung Quốc rất nhiều khách hàng để tìm tới để mà đặt hàng cho chúng tôi thì cái hướng chúng tôi sẽ thu mua là hết công sức của công ty để xuất qua Trung Quốc thì nếu mà hết công sức hiện giờ theo công ty của chúng tôi thì một ngày tôi sức có thể được khoảng từ tám tới một trăm tấn sầu riêng và mít cũng tương đương như vậy. Hiện nông sản xuất sang Trung Quốc đang được doanh nghiệp thu mua đạt từ 30% tới 50% so với trước đó. Việc thu mua nông sản hết công suất nhà máy đang được nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch. Dự kiến, khoảng cuối tháng 2, khi vào mùa vụ mới thì việc thu mua xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ nhộn nhịp. Điều đáng mừng là kể từ khi thị trường này mở cửa thì giá các loại nông sản như thanh long, sầu riêng, mít đã tăng rõ rệt. Trung Quốc đã mở cửa thì thanh long đã chớm lên rồi sau khi Trung Quốc mở cửa ngày 8 tháng 1 thì đến nay thì lòng rượt rất là cao hơn gần gấp 3 lần trước trước đó thì tình hình hiện nay đang đang lên giá khoảng trên 30 ngàn ký tại ở Thái Dương. có thể thấy việc Trung Quốc mở cửa trở lại đã giúp giá nông sản tăng cao xong để xuất khẩu sang Trung Quốc thì phải có mã số vùng trồng. Ngoài ra quốc gia này còn thay đổi mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng giảm hàm lượng thuốc bảo vệ gần ngang bằng với các nước phát triển. Vì thế cả người nông dân lẫn doanh nghiệp cần lưu ý các quy định trên để có thể thuận lợi xuất khẩu nông sản qua Trung Quốc. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin chủ động công thương tiếp theo.